sắm xe phụ trợ để có phương tiện để quay clip.
Xe này mới mua nghe biết không vậy? À. Xe đó em để xe này là người ta mua cho. Nó từ review xe quay lên YouTube. Mới bán được cái kênh mua được chiếc xe mà. Xe này là Future. Không phải FE. Mua giá 37 triệu như vậy. À, nhỏ này mới mua đó. Đứng rồi, đứng quay về biểu xe, lèo bắt chế. Cô có đi cắt cổ nha. Cô có đi quay hồi nó cắt cổ. Em đâu hút kèm hết nước rồi chơi. Hả? Cái bộ hết nước rồi mà cái con cua đi hư nữa. Để tăng cái cây á. Cắt con gà để mần thịt gà liên quan xe mới. Thấy mập. Gà hả rồi vậy là cắt nước nữa rồi. Đó người nhâm đó. Ê người nhâm. Người nhâm. Có ngày không ăn uống gì chăng á. Ê kể cái sữa đủ vô hầm gà đi được không ta? Được. Sữa đủ vô dịch mình chắc ra hầm luôn. Ừ đúng rồi đó. Ờ cái giỏ nó lâu rồi không có lên. Mua giỏ khác thấy vô đi nó thôi. Gì? Cái giò nước cho nó bị ngạt rồi. Lắp TV á, không chạy mà. Được không? Sợ chặt chậu. Khi người ta lại bạn bè cũng ba lượt câu chặt. Hỏi mình sợ ông đem rồi đó, đó. Phải cửa này nó cá. Nhà tính ra. Chưa chị ơi. Kéo cái quần ra cũng bị nhẵn nhẵn mà cái quần. Review xe này chơi. Xe SH mod. Đánh chạy đi tiệm điện mày mua. Ấy đặt mày nói được cái rồi biết hả? Gì à? Cái con bắt. Làm giấy. Ôi nó tôi thỏa làm luôn rồi. Là mày bán bắt nó gọn lấy đâu có gì được. Bắt cái gì bây giờ nó chạy điện nó không tới mình nói mà. Nó làm gì? Nói cái ổ quạt mày có tới đâu mày phải nói. Kệ đi nó tính bời, không lo.